Mình là Phạm Quang Thành, cựu sinh viên của trường và cũng là nhà sáng lập của Bộ Pizza tại thành phố Hội An. Mình cũng muốn chia sẻ những cái trải nghiệm cũng như là kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc, chia sẻ cho những bạn sinh viên đã và đang và sẽ là chọn du lịch là ngành nghề và Đông Á là một cái nôi đi cho giàu kiến thức. Trong quá trình 4 năm mình học tại trường thì nó làm cho mình rất là ấn tượng và rất là kỷ niệm nhiều thứ, đặc biệt là những ngày đi thực tập. Thì trường mình khác với những trường khác là thiên về thực hành là chính. Bởi vì bọn mình học 4 năm thì nó có đã 3 năm đi thực tập rồi. Và thực tập thấp nhất là 3 tháng và dài nhất là 1 năm. Khi mà năm cuối mình thực tập thì tại Đà Nẵng thì mình thấy những lần đi thực tập trước rất là có ý nghĩa. Và đặc biệt nữa là đó thì mình mới rất là tâm huyết. Thì trong quá trình mình đi thực tập thì mình nỗ lực hết sức. Mình vào mình làm việc, mình không quan trọng thời gian. Mình đi sớm về khuya là lúc đó hết sức là bình thường. Doanh nghiệp đã giữ lại và mình làm việc từ nhân viên cho đến quản lý. Thì trong quá trình gần 5 năm thì một người nhân viên lên đến quản lý. Thì sau gần 5 năm thì mình thấy mình đã đủ kinh nghiệm mà mình có một cái gì đó mình muốn làm riêng cho bản thân mình. Thì đến lúc đó mình mới lại cùng bạn mình để thành lập riêng. Thì lúc đó mình cũng chưa có tiền đâu, thì mình mới kêu gọi vốn đầu tư. Thì lúc mình làm thì trong quá trình 3 tháng thì mình hoạt động thì rất là tốt, mở thêm một cơ sở nữa. Thì lúc đó mình mới thấy rất là tiềm năng những cái sản phẩm mình làm ra. Thì mình quay về Hội An, mình tìm địa điểm để mình mở. Là tự tin khi mình trong quá trình vừa qua mình đã nỗ lực và mình học tập từ trường đã và thầy cô đã cho mình những kiến thức mà mình không thể nào bỏ tiền ra mình mua được. Cuối cùng thì mình muốn nhắn nhủ tới bọn sinh viên những thời gian sắp tới thì muốn đi thực tập tại phố Cô An thì hãy mạnh dạn liên hệ với mình. Mình là cựu sinh viên của trường thì mình cũng muốn đóng góp cùng với khoa trường để giúp các bạn có một buổi có một kỳ thực tập mà sót nhất và mình sẽ training cho các bạn xếp kiểu ao á như thế nào và làm ba như thế nào và làm bếp ra làm sao. Thì mình sẽ cố gắng mình sẽ làm hết tất cả những cái gì mình có thể. Thì đó là những lời mình muốn chia sẻ cho những bạn sinh viên.